thương hiệu vàng 2018 được tổ chức tại Học viện Tony and Guy Việt Nam ngày hôm nay. Lần đầu tiên cho phép Thu Thảo đỡ lời cho ban tổ chức. Xin được trân trọng gửi tới toàn thể quý vị đại biểu, khách quý, anh chị em lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc đêm gala của chúng ta hôm nay thành công, tốt đẹp. Kính thưa quý vị, thưa anh chị thân mến, với mục đích gala vinh danh thương hiệu vàng năm 2018 nhằm tôn vinh những thành tích, những cống hiến to lớn của những chuyên gia đào tạo, những nhà thiết kế tạo mẫu đã và đang say mê, miệt mài, dành hết tâm huyết, kỹ thuật để cống hiến cho công tác đào tạo, làm đẹp cho con người và làm đẹp cho xã hội. Việc làm, sự cống hiến cho ngành tóc Việt Nam thật sự đáng trân trọng, thật sự đáng tự hào, và sự cống hiến đó phải được công nhận và vinh danh. Chính vì lý do đó, Học viện Tony and Guy Việt Nam long trọng tổ chức đêm gala vinh danh thương hiệu vàng 2018 để tôn vinh những đóng góp to lớn của các chuyên gia, nhà tạo mẫu tóc bằng những giải thưởng xứng đáng. Và bây giờ, xin trân trọng quý vị, chúng ta nổ một tràng pháo tay thật lớn để cho chương trình đêm gala đêm nay chính thức được bắt đầu. Kính thưa quý vị, trong đêm gala vinh danh ngày hôm nay, có sự góp mặt của các chuyên gia, nhà tạo mẫu tóc danh tiếng tham dự, quả là một vinh dự, niềm tự hào của Học viện Tony and Guy Việt Nam. Cho phép Thu Thảo xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của chuyên gia đào tạo Hùng Cường, Giám đốc Học viện Hùng Cường đến từ thành phố Hạ Long. Xin được trân trọng giới thiệu chuyên gia nhà tạo mẫu tóc Đỗ Bá Được, Phó chủ nhiệm đào tạo Hội Thiết kế và Tạo mẫu tóc Hà Nội, Phó ban tổ chức gala vinh danh. Xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Hiệp, chủ nhiệm câu lạc bộ tóc Yên Thế. Xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Tùng, chủ nhiệm câu lạc bộ tóc Hiệp Hòa. Xin được trân trọng giới thiệu chuyên gia đào tạo Cường USD, Giám đốc Học viện Cường USD, Giám đốc Học viện Tony and Guy Việt Nam chi nhánh Hà Nội. Xin được trân trọng giới thiệu chuyên gia nhà tạo mẫu tóc Cao Gia Lộc, Giám đốc thương hiệu uốn nóng tiêu chuẩn quốc tế Cao Gia Lộc Hà Nội. Xin được trân trọng giới thiệu chuyên gia nhà tạo mẫu tóc Hậu Trần, Giám đốc Học viện Tóc Hậu Trần Hà Nội. Trân trọng giới thiệu chuyên gia nhà tạo mẫu tóc Dũng Trần, Giám đốc Học viện Dũng Trần Bắc Ninh. Xin trân trọng giới thiệu chuyên gia nhà tạo mẫu tóc Hải Bạch, Giám đốc hệ thống salon The One Thái Nguyên. Xin được trân trọng giới thiệu chuyên gia nhà tạo mẫu tóc Tuấn Hưng đến từ thành phố Vĩnh Yên. Xin được trân trọng giới thiệu chuyên gia nhà tạo mẫu tóc Quốc Việt đến từ thành phố Vĩnh Yên. Xin được trân trọng giới thiệu chuyên gia nhà tạo mẫu tóc Gia Duy đến từ thành phố Thanh Hóa. Trân trọng giới thiệu chuyên gia nhà tạo mẫu tóc Trinh Nguyễn đến từ thành phố Bắc Ninh. Cùng các bạn nhà tạo mẫu tóc trẻ Hiệp, Tony, Mong Phạm, Dinh Lộc, xin chúng ta hãy nổ một tràng pháo tay thật lớn để chào mừng. Về phía đại diện đơn vị tổ chức Học viện Tony and Guy Việt Nam, xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Minh Hiếu, Giám đốc Học viện, trưởng ban tổ chức gala vinh danh. Xin được trân trọng giới thiệu chuyên gia đào tạo Hoàng Dương, Phó Giám đốc Học viện Tony and Guy. Xin được trân trọng giới thiệu thầy Nguyễn Đức Mạnh, Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Ngô Gia Tự, Bắc Giang. Xin trân trọng giới thiệu ông Trần Văn Quế, Tổng Giám đốc Công ty ZV Việt Nam. Xin trân trọng giới thiệu Mr. Thu, Phó Giám đốc Công ty ZV Việt Nam. Cùng toàn thể các bạn học trò của Học viện cũng về tham dự đêm gala ngày hôm nay, đề nghị chúng ta nổ một tràng pháo tay thật lớn để chào đón. Một lần nữa cho phép Thu Thảo thay mặt cho ban tổ chức đêm gala vinh danh ngày hôm nay xin được trân trọng cảm ơn sự hiện diện quý báu của toàn thể quý vị đại biểu, khách quý, anh chị em trong ngành tóc Việt Nam cũng như trong khu vực đã hiện diện đầy đủ về đây để cho đêm gala sẽ có một chương trình vinh danh đầy ý nghĩa và thành công tốt đẹp. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn. Và trước khi đến với những nội dung chính trong đêm gala ngày hôm nay, xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị hướng lên trung tâm sân khấu để đến với
một tiết mục vũ đạo hết sức sôi động dành cho toàn thể quý vị để hâm nóng khán phòng lên và để tạo bầu không khí tuyệt vời sôi động cho đêm gala sẽ chính thức được bắt đầu. Xin trân trọng chào đón vũ đoàn của chương trình. Dạ vâng ạ, xin được trân trọng cảm ơn vũ đoàn Hera vừa rồi với những vũ công xinh đẹp và nóng bỏng đã gửi tặng toàn thể quý vị một tiết mục văn nghệ chào mừng vô cùng tuyệt vời đúng không ạ? Một tràng pháo tay thật lớn đi nữa ạ của toàn thể quý vị để trân trọng cảm ơn vũ đoàn Hera. Và tiếp theo chương trình, để hâm nóng khán phòng hơn thì Thu Thảo xin phép được thay mặt cho những người làm chương trình cũng như đỡ lời cho ekip thực hiện chương trình buổi tối ngày hôm nay xin được gửi tặng toàn thể quý vị một ca khúc hết sức sôi động. Vâng, ca khúc trên nền nhạc remix của chương trình được mang tên Nụ Hồng Mong Manh, gửi tặng toàn thể quý vị ạ. We'll be right back.
hồng, nụ hồng mong manh như sương mai trong gió. Em nâng niu đem hoa về dưới, trong lòng mong sao hoa không phai sắc hương. Những đôi mắt thương mau phai tàn, dùng ta từ trên đôi tay em băng xa. Em nghe như con tim dạng vỡ, nỗi đau lắm nhất là một chiều sương khói. Anh như chim bay quen đường về, âm thầm nghĩ em nơi đây mới như băng không. Cánh chim ơi, còn được mơ từng trời nắng, từ chim nơi xa xôi ấy, anh quên em. Trân trọng cảm ơn sự chú ý đón nghe của toàn thể quý vị. Vâng, kính thưa quý vị, và để liên tục chương trình, xin trân trọng kính mời quý vị, chúng ta sẽ hướng lên trung tâm sân khấu để chào đón ông Nguyễn Minh Hiếu, Giám đốc Học viện Tony & Guy Việt Nam sẽ lên phát biểu khai mạc đêm vinh danh ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời. Minh Hiếu, lời đầu tiên cho phép Minh Hiếu được gửi tới tất cả các chuyên gia nhà tổng mẫu tóc đến từ khắp các tỉnh thành một lời chào, một lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc cho quý vị nhà tổng mẫu tóc có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều thành công trên con đường đam mê mà mình đã chọn. Minh Hiếu rất là vinh dự, tự hào được chào đón tất cả quý chuyên gia nhà tổng mẫu tóc các tỉnh thành về tham dự Gala Tôn Vinh Thương Hiệu Vàng 2018 ngày hôm nay. Và Minh Hiếu rất là vui và tự hào khi Tony & Guy Việt Nam được chào đón tất cả quý vị đến tham dự Gala Tôn Vinh ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, chương trình Gala Tôn Vinh với mục đích nhằm tôn vinh những giá trị, những đóng góp vô cùng to lớn của quý anh chị nhà tổng mẫu tóc đã và đang làm và cống hiến cho lĩnh vực đào tạo nghề, thiết kế tạo mẫu tóc. Đó là một sứ mệnh
làm đẹp cho xã hội và làm đẹp cho con người. Và tất cả những điều đó, Học viện Tony and Guy và ban tổ chức sẽ vinh danh và tôn vinh quý vị để khẳng định rằng sự đóng góp của quý vị là vô cùng cao quý. Một lần nữa Minh Hiếu xin trân trọng cảm ơn và kính chúc tất cả quý vị, các bạn nhà tổng mẫu tóc có một buổi tối vui vẻ, hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn. Dạ vâng ạ, thay mặt cho chương trình xin được trân trọng cảm ơn những lời phát biểu tuy ngắn gọn nhưng vô cùng xúc tích và đầy đủ ý nghĩa của ông Nguyễn Minh Hiếu, Giám đốc Học viện Tony and Guy Việt Nam. Và thay mặt cho ban tổ chức cũng như thay mặt cho toàn thể các anh chị em ở đây, xin được trân trọng kính chúc ông cùng gia đình và đặc biệt kính chúc ông cùng với Học viện Tony and Guy Việt Nam của mình sẽ ngày một phát triển vững mạnh hơn nữa. Xin một tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn sự hiện diện và có mặt của ông Nguyễn Minh Hiếu với những lời phát biểu vừa rồi. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng kính mời ông Hùng Cường, Giám đốc Học viện Tóc Hùng Cường lên phát biểu ý kiến. Xin trân trọng kính mời. Xin chào các bạn, mình là Hùng Cường đến từ thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Hùng Cường rất là vui hôm nay được đứng trên sân khấu và cũng là đứng ở tại Học viện Tony and Guy Việt Nam. Và Hùng Cường cũng rất mong muốn chúng ta là những nhà tạo mẫu tóc, sứ mệnh của chúng ta là làm đẹp và sứ mệnh của chúng ta là giúp cho những người phụ nữ và những người đàn ông có những mái tóc đẹp. Và Hùng Cường cũng rất là vui vì hôm nay được nhận giải thưởng tôn vinh. Và lời đầu tiên Hùng Cường xin được cảm ơn Học viện Tony and Guy và thầy Minh Hiếu và cho phép Hùng Cường được chào hỏi tất cả các bạn đồng nghiệp làm tóc trong cả nước và cũng như là các bạn đồng nghiệp đang có mặt tại Học viện. Và Hùng Cường rất vui được nhận giải thưởng và cũng là một điều mong muốn của tất cả các bạn. Và sau khi chúng ta đã được nhận những giải thưởng về ngành làm đẹp hoặc là những giải thưởng về đào tạo thì trách nhiệm của chúng ta còn phải nặng nề hơn nữa. Xin cảm ơn. Dạ vâng ạ, thay mặt cho ban tổ chức đêm gala ngày hôm nay, xin được trân trọng cảm ơn những lời phát biểu vàng ngọc của ông Hùng Cường, Giám đốc Học viện Tóc Hùng Cường. Xin được trân trọng cảm ơn ông và chúc ông cùng gia đình sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt. Kính thưa quý vị, và sau đây xin trân trọng kính mời quý vị hướng lên trung tâm sân khấu để đến với lời phát biểu của ông Đỗ Bá Được, phó ban tổ chức lên phát biểu ý nghĩa và hình thức vinh danh. Xin được trân trọng kính mời ông. Dạ vâng, thì lời đầu tiên cho Bá Được gửi lời chào cũng như lời kính chúc sức khỏe tới toàn thể các quý vị khách quý, các nhà tạo mẫu, những người đồng nghiệp và toàn thể mọi người trong khán phòng ngày hôm nay ạ. Để đến với buổi gala vinh danh thương hiệu vàng năm 2018 được tổ chức ở tại Bắc Giang thì cũng như cái tiêu đề mà cô MC xinh đẹp có nói là Bá Được sẽ nói về cái ý nghĩa của cái việc vinh danh. Thì thật ra thì một đơn vị chính thống như Tony and Guy Việt Nam đã phát triển, hình thành và phát triển. Và đến hôm nay thì Học viện cũng đang làm những cái điều mà nhiều người khác mong muốn. Đó chính là Học viện đang tìm kiếm những người xứng đáng, đáng và những người mong muốn hướng tới cái đẹp. Và chúng tôi đang tìm kiếm và trao những cái vinh danh cho chúng ta. Chúng tôi ghi nhận và vinh danh các bạn và mong muốn rằng cái ngành làm đẹp của Việt Nam chúng ta sẽ phát triển và chúng ta phát triển theo. Với mong muốn đó thì Học viện cũng đã và đang làm những cái điều như ngày hôm nay chúng ta đang hướng đến. Và tôi xin cảm ơn. Dạ vâng ạ, thay mặt cho ban tổ chức thì xin được trân trọng cảm ơn ông Đỗ Bá Được, phó ban tổ chức đã lên phát biểu ý nghĩa và hình thức vinh danh trong đêm gala ngày hôm nay.
Và tiếp theo chương trình xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ chào đón sự hiện diện của ông Trần Văn Quế, Tổng Giám đốc Công ty Setvi sẽ lên phát biểu ý kiến. Xin trân trọng kính mời. Và cũng xin giới thiệu với toàn thể quý vị, ông Trần Văn Quế, Tổng Giám đốc Công ty Setvi chính là nhà tài trợ chính trong đêm gala ngày hôm nay. Chúng ta sẽ nổ một tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn và chào đón. Vâng, xin cảm ơn MC. Xin cũng chân thành cảm ơn tất cả các vị khách quý cũng như là các chuyên gia cũng như người tạo ngày mẫu và tóc ngày hôm nay. Tôi là Trần Văn Quế, đại diện cho VP Công ty Setvi. Xin trân trọng gửi tới các bạn cũng như tất cả các chuyên gia, những nhà tạo mẫu một lời chào thân ái. Vâng, xin Công ty Setvi xin thân thành cảm ơn đến trường Tojin Gai đã là đồng hành với Công ty Setvi để Công ty Setvi được tài trợ buổi chương trình ngày hôm nay, để tỏ lòng rất là mến mộ cũng như là buổi chương trình, buổi tôn vinh hôm nay để cho được thành công tốt đẹp, thì thay mặt cho Công ty Setvi xin là được tài trợ và những chương trình, và cũng nhân đây cũng xin chân cảm ơn chân thành đến tất cả các bạn hàng cũng như khách hàng, cũng như là thứ nhất là trường Tojin Gai đã tạo điều kiện đồng hành với công ty, và cũng thay mặt cho công ty xin cảm ơn tất cả các vị đại biểu, các vị khách quý cũng như tất cả chuyên gia cũng tại Long Châu, các trong miền Đông Tây, Nam Bắc đã về đây để coi như là làm buổi tôn vinh để được thành công tốt đẹp. Xin cũng cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn tất cả các bạn đã đồng hành và đang sử dụng công sản phẩm của Setvi, và cũng mong muốn sản phẩm Setvi sẽ đến được với các bạn và đem lại cho làm đẹp cho tất cả trong Việt Nam chúng ta. Xin cảm ơn. Dạ vâng ạ, thay mặt cho ban tổ chức xin được trân trọng cảm ơn ông Trần Văn Quế, Tổng Giám đốc Công ty Setvi, nhà tài trợ chính của đêm gala ngày hôm nay. Và xin trân trọng đỡ lời cho những người làm chương trình, cảm ơn tình cảm của ông và những ưu ái đặc biệt mà ông dành cho Tony Engai. Bởi có sự ưu ái đặc biệt của ông mà có Tony Engai phát triển vững mạnh ngày hôm nay. Một tràng pháo tay thật lớn hơn nữa để cảm ơn và chào đón sự hiện diện của ông Trần Văn Quế, Tổng Giám đốc Công ty Setvi. Xin được trân trọng cảm ơn ạ. Tiếp theo chương trình, để thay đổi không khí một chút, xin trân trọng kính mời quý vị, chúng ta sẽ trở lại với vũ đoàn Hera đến từ thành phố Bắc Giang, và bây giờ sẽ là một vũ công vô cùng xinh đẹp, duyên dáng trên sân khấu. Xin chào đón vũ công Vũ Phương đến từ vũ đoàn Hera sẽ gửi tặng toàn thể cũng như công hiến cho quý vị toàn thể quý vị một tiết mục belly dance múa bụng. Vâng, xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị hướng lên trung tâm sân khấu để thưởng thức. Thank you.
Dạ vâng ạ, có tuyệt vời không ạ? Có nóng bỏng không ạ? Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, nghệ thuật múa bụng vô cùng khó. Vậy để các vũ công cũng như các nghệ sĩ có thể thuần thục trên sân khấu với những vũ điệu điêu luyện như vừa rồi thì chắc chắn phải trải qua một quá trình rất là lâu dài và sự thực sự là tâm huyết cũng như yêu thương nghệ thuật rất lớn thì mới có thể mang tới những tiết mục tuyệt vời dành cho toàn thể quý vị vừa rồi. Và một tràng pháo tay thật lớn của quý vị đi ạ. Để cảm ơn vũ công Vũ Phương đến từ vũ đoàn Hera, xin được trân trọng cảm ơn bạn rất nhiều. Kính thưa quý vị thân mến, và sau đây thì thay mặt cho ban tổ chức, xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị và anh chị chúng ta hãy về vị trí bàn tiệc của mình đi ạ. Xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị ạ. Tất cả những mẫu xinh đẹp, tất cả anh chị trong nghệ thuật tóc, chúng ta sẽ tập trung về phía bàn tiệc đi ạ, để cho chương trình khai tiệc của chúng ta sẽ thêm tưng bừng và rộn ràng hơn. Xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị ạ. Xin trân trọng kính mời ạ. Toàn thể quý vị đại biểu, khách quý cũng như các anh chị em trong giới nghệ thuật biểu diễn tóc và đặc biệt là các anh chị em mẫu tóc xinh đẹp, chúng ta sẽ trở lại với bàn tiệc đi ạ. Xin trân trọng kính mời. Và Thu Thảo xin phép được đỡ lời cho ban tổ chức sẽ là người khởi xướng cho khai tiệc rượu của chúng ta hôm nay. Chúc mừng sự thành công cũng như khởi đầu tuyệt vời của đêm gala này. Xin trân trọng kính mời. Vâng ạ, kính mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ rót đầy ly rượu của mình đi ạ. Để cho những người trong ban tổ chức xin phép được khởi xướng cho bữa tiệc khai rượu mừng này. Xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị và anh chị ạ. Ly của quý vị đã đầy chưa? Ly của toàn thể quý vị đã đầy chưa? Vâng, hãy rót đầy những ly champagne của mình. Vâng ạ, những ly bia để chúng ta có thể nâng cốc chúc mừng nhau. Chúc mừng cho sự thành công, chúc mừng cho đêm gala ngày hôm nay sẽ thành công tốt đẹp. Xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị và anh chị nâng cốc lên đi ạ. Thu Thảo sẽ hô 1, 2, 3 rô, 1, 2, 3 rô và 1, 2, 3 đêm vinh danh thành công tốt đẹp, được không ạ? Được không ạ? Vâng, xin trân trọng kính mời 1, 2, 3 2, 3 đêm vinh danh thành công tốt đẹp. Xin trân trọng kính mời. Vâng ạ, kính mời toàn thể quý vị và anh chị, chúng ta sẽ uống cạn ly champagne cũng như những ly bia của mình để mừng cho niềm hân hoan và hạnh phúc cũng như mừng cho sự khởi đầu vô cùng tuyệt vời của Tony and Guy trong buổi tối ngày hôm nay với đêm gala vinh danh thương hiệu vàng 2018. Xin được trân trọng cảm ơn toàn thể quý vị rất nhiều. Vừa rồi với những ánh mắt tươi vui rạng ngời, nụ cười tươi vui của toàn thể quý vị đã mang tới không gian thật kỳ diệu cũng như lung linh huyền ảo của đêm gala trong buổi tối ngày hôm nay. Xin được trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều. Và sau đây thì xin trân trọng kính mời quý vị chúng ta tiếp tục hướng lên trung tâm sân khấu để đến với những nội dung chính trong đêm gala ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời quý vị và các bạn sẽ hướng lên trung tâm sân khấu theo dõi phần trình diễn của các chuyên gia nhà tạo mẫu tóc thực hiện tạo kiểu các mẫu tóc sắc màu đương đại trong bộ sưu tập I Love You Color. Xin một tràng pháo tay thật lớn của toàn thể quý vị để cho chương trình sẽ được bắt đầu không ạ? Xin trân trọng kính mời. Xin trân trọng giới thiệu chuyên gia nhà tạo mẫu tóc Hậu Trần, giám đốc Học viện Hậu Trần Hoàng Quốc Việt Hà Nội. Anh đã tham gia đào tạo và là giám đốc kỹ thuật cho rất nhiều nhãn hàng nổi tiếng tại thị trường Việt Nam và là một trong ba nhà thiết kế màu nhuộm sáng tạo xuất sắc nhất Việt Nam. Một tràng pháo tay thật lớn để chào đón. Xin trân trọng kính mời anh. Hãy khóc đi, đừng ngại ngùng và hãy khóc nước mắt nước mắt.
Dạ vâng ạ, kính thưa toàn thể quý vị. Và quý vị và anh chị, chúng ta đang hướng mắt lên trung tâm sân khấu để theo dõi. Vâng, nhà tạo mẫu tóc Hậu Trần, Giám đốc Học viện Hậu Trần đến từ Hoàng Quốc Việt, Hà Nội. Anh là giám đốc kỹ thuật rất nhiều nhãn hàng nổi tiếng tại thị trường Việt Nam và là một trong ba nhà thiết kế màu nhuộm sáng tạo xuất sắc nhất Việt Nam. Và để có một bộ sưu tập tóc mang tên I Love You Color thì quý vị đã được thấy sự tâm huyết cũng như dành mọi mồ hôi tâm công sức của mình dành cho từng mẫu tóc trên sân khấu. Chân trong lòng khi bao nhiêu cơn mơ chấp cánh bay xa vời thì người đàn ông cũng vẫn phải khóc sống như ai. Dạ vâng ạ, kính thưa toàn thể quý vị, Học viện Tony and Guy Việt Nam trân trọng giới thiệu bộ sưu tập I Love You Color của các chuyên gia nhà tạo mẫu tóc danh tiếng đến từ các tỉnh thành phố trên phạm vi toàn quốc tham gia biểu diễn. Xin được trân trọng giới thiệu một chuyên gia nhà tạo mẫu tóc Hậu Trần đến từ Học viện Tóc Hậu Trần Hà Nội, hai chuyên gia nhà tạo mẫu tóc Hải Bạch đến từ Học viện The One Thái Nguyên, ba chuyên gia nhà tạo mẫu tóc Gia Duy đến từ thành phố Thanh Hóa, bốn chuyên gia nhà tạo mẫu tóc Trinh Nguyễn đến từ thành phố Bắc Ninh, năm nhà tạo mẫu tóc trẻ Hiệp Tony đến từ thành phố Bắc Giang. Đây là những kiểu tóc ấn tượng được các chuyên gia nhà tạo mẫu tóc lấy ý tưởng một góc trời sau cơn mưa. Những tia sáng đủ sắc màu hiện ra giữa các vùng mây đen thể hiện ý tưởng, ý chí của những nhà tạo mẫu yêu nghệ thuật có thể vượt qua những khó khăn, thử thách để hướng về tương lai tốt đẹp nơi chỉ có thành công và hạnh phúc. Và cũng xin được trân trọng cảm ơn công ty Set Vai hân hạnh nhà tài trợ cho bộ sưu tập I Love You Color. Vâng, và quý vị vừa theo dõi và chúng ta sẽ nổ một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng. Vâng, một lần nữa thay mặt cho ban tổ chức xin được giới thiệu về bộ sưu tập I Love You Color. Đây là những kiểu tóc ấn tượng được các chuyên gia nhà tạo mẫu lấy ý tưởng một góc trời sau cơn mưa. Tia sáng đủ sắc màu hiện ra giữa các vùng mây đen thể hiện ý tưởng, ý chí của những nhà tạo mẫu yêu nghệ thuật có thể vượt qua những khó khăn, thử thách để hướng về tương lai tốt đẹp nơi chỉ có thành công và hạnh phúc.
Vâng ạ, và xin chúng ta nổ một tràng pháo tay thật lớn cho chuyên gia nhà tạo mẫu tóc Hậu Trần. Kính thưa toàn thể quý vị, chúng ta đang chiêm ngưỡng bộ sưu tập I Love You Color của chuyên gia nhà tạo mẫu tóc Hậu Trần đến từ Hà Nội. Một tràng pháo tay thật lớn của toàn thể quý vị để chúc mừng. Và bác ạ, xin được trân trọng cảm ơn các mẫu tóc vô cùng xinh đẹp và duyên dáng, và đặc biệt đang mang trên mình những bộ tóc vô cùng tuyệt vời và đặc biệt thể hiện ý tưởng của mình. Xin trân trọng mời các bạn ạ. Xin trân trọng, kính mời ạ, kính mời anh Hậu Trần, chuyên gia nhà tạo mẫu tóc, rất đẹp trai, hot boy trong buổi tối ngày hôm nay đây ạ. Vâng ạ, vừa đẹp trai vừa có tài, sẽ làm bối rối rất nhiều những cô gái đây ạ, và cũng không trừ MC ra đâu ạ. Vâng, xin trân trọng, kính mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ đến với những phần chia sẻ cảm xúc của mình, và đặc biệt là chia sẻ ý tưởng, định hướng của anh trong sự nghiệp tạo mẫu tóc trong tương lai. Vâng, xin trân trọng, kính mời anh ạ. Lần đầu tiên Hậu Trần xin gửi tới toàn thể các anh chị em, ban tổ chức và tất cả đồng nghiệp có mặt tại đây cũng như là trên toàn cả nước Việt Nam. Hậu có đôi lời chia sẻ, đó là cái mong muốn của Hậu đó là được chia sẻ nhiều hơn nữa những cái kinh nghiệm, những cái kiến thức của Hậu trên tất cả mọi nước, mọi miền của Tổ quốc, dành cho những người em, những đồng nghiệp còn đam mê với môn color, đó là màu. Cái mong muốn của Hậu là được chia sẻ nhiều hơn. Còn cá nhân Hậu thì có đôi lời chia sẻ cho anh em, đồng nghiệp và những người yêu mến cái môn nghệ thuật nhuộm màu như thế này. Đó là chúng ta không ngừng nghỉ đam mê của mình. Chúng ta dành nhiều thời gian hơn, trân trọng thời gian nhiều hơn, làm nhiều hơn, học hỏi nhiều hơn. Và cái quan trọng nhất đó là đừng bao giờ bỏ cuộc. Hãy kiên trì nhiều hơn. Đó là cái điều mà Hậu muốn nói với tất cả anh em, đồng nghiệp và các em học trò về môn màu của chúng ta. Xin cảm ơn chị. Một tràng pháo tay thật lớn của toàn thể quý vị đi ạ, để cảm ơn những lời chia sẻ vừa rồi từ đáy lòng của nhà tạo mẫu tóc chuyên gia Hậu Trần. Xin được trân trọng cảm ơn anh và chúc anh sẽ phát triển hơn nữa trong con đường mà mình đã lựa chọn. Chúc anh sẽ luôn luôn thành công và có một tương lai vô cùng tuyệt vời và tươi sáng, sẽ là những điểm tựa cũng như một tấm gương để cho các anh chị em trong ngành tóc Việt Nam noi theo. Xin được trân trọng cảm ơn anh ạ. Và xin trân trọng kính mời anh rời đài sân khấu để về phía dưới trung tâm sân khấu bàn danh dự để tiếp tục chứng kiến, tiếp tục thưởng thức những màn trình diễn tiếp theo của các anh chị em tóc trong buổi tối ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời. Vâng, và sau đây thì xin trân trọng mời lên sân khấu chuyên gia nhà tạo mẫu tóc Hải Korea, giám đốc hệ thống salon The One tại thành phố Thái Nguyên và chuyên gia nhà tạo mẫu tóc Gia Duy đến từ thành phố Thanh Hóa lên trình diễn mẫu tóc của mình. Xin trân trọng kính mời. Vâng, thưa quý vị, và một tràng pháo tay thật lớn của toàn thể quý vị đây ạ cho sự ra mắt vừa rồi. Và sau đây xin trân trọng kính mời các chuyên gia
các nhà tạo màu tóc sẽ bắt đầu với bộ sưu tập của mình. Xin trân trọng kính mời. We'll be right back.
quý vị đang quan sát, đang hiện diện tại trung tâm sân khấu là bộ sưu tập của chuyên gia nhà tạo mẫu tóc Gia Duy đến từ thành phố Thanh Hóa. Một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng đi ạ. Xin được trân trọng cảm ơn toàn thể quý vị. Và sau đây thì xin thay mặt cho ban tổ chức, MC có một số câu hỏi muốn phỏng vấn nhà tạo mẫu tóc Gia Duy được không ạ? Vâng ạ, xin trân trọng mời anh sẽ ghi hình cùng với các mẫu tóc xinh đẹp của mình. Sau đó thì Thu Thảo sẽ gửi tới anh một số câu hỏi của ban tổ chức cũng như những lời gửi gắm từ toàn thể anh chị em ở đây tới anh ngay bây giờ. Xin trân trọng kính mời ạ. Dạ vâng, và sau đây thì anh Gia Duy, nhà tạo mẫu tóc chuyên gia đến từ thành phố Thanh Hóa, anh có thể chia sẻ về ý tưởng của bộ sưu tập này của mình không ạ? Xin trân trọng kính mời anh. Alo. Vâng ạ, lần đầu tiên em gửi tới đến các ban cố vấn và chương trình và học viện Tôn Điền Gai đã tổ chức cho các em nhà tạo mẫu trẻ được cọ sát được với các anh lớn ở trong ngành. Thì trước tiên em xin cảm ơn đến tất cả các quý vị và các anh và đặc biệt là thầy Minh Hiếu ạ, là giám đốc học viện Tôn Hiền Gai ạ. Vâng, em xin cảm ơn ạ. Vâng ạ, đến với ý tưởng ngày hôm nay thì em mang đến cho các bạn trẻ và các màu xu hướng của năm 2018 và năm 2019. Em ý tưởng của em muốn tạo dựng đến một cái nền tóc màu mới để làm cho ngành tóc mình ngày càng phát triển ạ. Vâng, em xin hết. Dạ vâng ạ, đó là mang tới một điểm mới cho ngành tóc Việt Nam sẽ một ngày phát triển hơn nữa. Chúng ta hãy nổ một tràng pháo tay thật lớn cho lời chia sẻ, mặc dù rất ngắn vừa rồi nhưng vô cùng đầy đủ và ý nghĩa xúc tích. Vâng, xin được thay mặt cho ban tổ chức trân trọng cảm ơn anh chuyên gia nhà tạo mẫu tóc Gia Duy đến từ thành phố Thanh Hóa. Một tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn những mẫu tóc xinh đẹp ạ. Xin trân trọng cảm ơn anh và các bạn rất nhiều. Và chúng ta đang tiếp tục quan sát ba mẫu tóc của chuyên gia nhà tạo mẫu tóc Hải Korea. Vâng ạ, anh đang nắn nót những đường kéo vâng ạ của mình trên các mẫu tóc xinh đẹp. Xin trân trọng kính mời anh trình diễn bộ sưu tập của mình trên sân khấu. Với bộ sưu tập tóc của chuyên gia nhà tạo mẫu tóc Hải Korea, giám đốc hệ thống salon The One tại thành phố Thái Nguyên. Một tràng pháo tay thật lớn nữa để chúc mừng đi ạ. Và bạn xin trân trọng cảm ơn các mẫu tóc. Và sau đây thì xin trân trọng kính mời
chuyên gia nhà tạo mẫu tóc Hải Korea sẽ có một đôi lời chia sẻ với cái mục đích, mục tiêu của mình trong mong muốn khi đưa ra những mẫu tóc mới này. Vâng, xin trân trọng kính mời anh. Lời đầu tiên thì cho em xin gửi lời chào đến toàn thể quý vị các bạn đang có mặt ở chương trình ngày hôm nay và cùng toàn thể các quý vị khán bạn thông qua màn hình nhỏ. Em xin cảm ơn đến ban tổ chức cũng như các chuyên gia ở đây đã tạo cơ hội cho bọn em có cơ hội được lên sân khấu góp phần nhỏ bé của mình trong ngành tóc của Việt Nam. Thì với một ý tưởng nhỏ của em thôi, đó là tuổi trẻ thì hãy cứ cháy hết với đam mê, cứ cháy hết với tuổi trẻ của mình để sau này mình sẽ không còn phải điều gì ân hận và hối hận sau khi mình đã cố gắng hết sức mình. Thì em cũng rất là mong đồng nghiệp trên khắp cả nước mình sẽ cùng chung tay để xây dựng lên một ngành tóc Việt Nam vững mạnh và phát triển ạ. Vâng ạ, thay mặt cho ban tổ chức xin được trân trọng cảm ơn chuyên gia nhà tạo mẫu tóc Hải Korea, giám đốc hệ thống Salon The One tại thành phố Thái Nguyên. Xin được trân trọng cảm ơn anh và chúc anh cùng với salon của mình sẽ luôn luôn phát triển hơn nữa và mang tới cái đẹp cho tất cả mọi người và mọi nhà. Xin được trân trọng cảm ơn ạ. Kính thưa quý vị thân mến, chúng ta từng nói với nhau rằng là cái răng, cái tóc thì là góc của con người đúng không ạ? Và là một góc vô cùng quan trọng để có thể đánh giá đẳng cấp diện mạo của một con người khi xuất hiện trước công chúng. Và ngành nghề tạo mẫu tóc của tất cả các anh chị là một ngành nghề vô cùng cao quý. Đó là ngành nghề mang tới cái đẹp cho con người và mang tới cái đẹp cho xã hội. Một lần nữa thì thay mặt cho ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn những bộ sưu tập vô cùng tuyệt vời và ấn tượng của quý vị vừa rồi. Một tràng pháo tay thật lớn của toàn thể quý vị để chúc mừng đi ạ. Xin trân trọng cảm ơn. Và thay đổi không khí thì sau đây mời quý vị chúng ta sẽ trở lại với vũ đoàn Hera với những vũ công nóng bỏng và cực tuyệt vời với những điệu múa, điệu nhảy huyền chuyển trên sân khấu mang tới những không gian kỳ diệu của chúng ta trong buổi tối đêm gala ngày hôm nay. Vâng, xin trân trọng một tràng pháo tay thật lớn để chào đón vũ đoàn Hera với vũ điệu Sexy Dance.
Dạ vâng, một tràng vỗ tay thật lớn của toàn thể quý vị đấy ạ. Xin trân trọng cảm ơn những vũ công vô cùng nóng bỏng với vũ điệu vừa rồi đã gửi tặng toàn thể quý vị, mang tới một không khí vô cùng rộn ràng và tươi vui trong đêm gala ngày hôm nay. Xin được trân trọng cảm ơn vũ đoàn Hera. Và tiếp theo chương trình, xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị hướng lên trung tâm sân khấu để chào đón chuyên gia nhà tạo mẫu tóc Trinh Nguyễn đại diện cho thành phố Bắc Ninh và nhà tạo mẫu tóc trẻ Hiệp Tony lên sân khấu thực hiện mẫu tóc giao lưu với tất cả quý vị. Xin một tràng pháo tay thật lớn để dọn ra đi ạ. Chúc mừng cũng như chào đón trình diện của các mẫu tóc và các chuyên gia tạo mẫu. Xin trân trọng kính mời. Forgetting the direction of the exit is yes, yes, a must, yes, a must, yes, a must. Let me see your yes, a must, yes, a must, yes, a must. Fucking with your hands, yes, 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 a must, yes, a must. Let me see your yes, a must. Let me see you doing something fucking with your hands.
Vâng ạ, và quý vị đang được theo dõi cũng như chiêm ngưỡng bộ sưu tập của các nhà tạo mẫu tóc Chi Nguyễn đại diện cho thành phố Bắc Ninh và nhà tạo mẫu tóc trẻ Hiệp Tony đã lên trên sân khấu để thực hiện mẫu tóc giao lưu với tất cả quý vị. Quý vị có thể nếu muốn chào pháo tay thật lớn để chúc mừng được không ạ? Xin được trân trọng cảm ơn các bạn. Và thay mặt cho những người làm chương trình, đỡ lời cho Học viện Tony and Guy trong buổi tối ngày hôm nay, xin được trân trọng cảm ơn những tâm huyết của các bạn cũng như tình cảm của các bạn đã trở lại trong đêm gala tối ngày hôm nay để chúng ta mang tới những mẫu tóc vô cùng xinh đẹp và đặc biệt là vô cùng ấn tượng vừa rồi đã mang tới cái đẹp trong không gian này cho Tony and Guy buổi tối ngày hôm nay. Xin được trân trọng cảm ơn các bạn rất nhiều ạ. Vâng ạ, và trong giây phút chờ đợi, tất cả những mẫu tóc cũng như các nhà tạo mẫu tóc, các chuyên gia của chúng ta sẽ hiện diện lên trung tâm sân khấu để trình diễn bộ sưu tập I Love You Color trên nền nhạc DJ của chương trình. Thì Thu Thảo xin phép được gửi tặng toàn thể quý vị một ca khúc được không ạ? Và ca khúc này của Thu Thảo sẽ đáp ứng những lá thư yêu cầu của toàn thể quý vị về các dòng nhạc được không ạ? Nếu quý vị yêu thích dòng nhạc bolero, yêu thích dòng nhạc trữ tình, dòng nhạc quê hương hay dòng nhạc remix ạ, thì quý vị có thể gửi yêu cầu cho Thu Thảo để Thu Thảo đáp ứng toàn thể quý vị. Trong giây phút chờ đợi ca khúc của Thu Thảo trên sân khấu, thì xin trân trọng kính mời ạ, toàn thể các chuyên gia cũng như các nhà tạo mẫu tóc và các mẫu tóc của chúng ta sẽ tập trung để chúng ta chuẩn bị nhảy trên nền nhạc DJ của chương trình. Xin trân trọng kính mời ạ. Vâng, gửi tặng toàn thể quý vị một ca khúc sôi động đang rất hit hot hiện nay, ca khúc được mang tên Anh Muốn Em Sống Sao. Xin trân trọng kính mời. Giờ anh muốn em phải sống sao?
chốn này. Còn em là ai trong cuộc đời anh đây? Nói đi anh người ơi, vì sao anh nỡ như em như vậy? Anh chỉ đến bên em lúc buồn, vậy những ngày vui anh về nơi đâu? Anh chỉ đến bên em lúc say, vì hết say anh đâu ở đây? Anh là ai đi qua chốn này? Còn em là ai trong cuộc đời? Vì sao anh nỡ yêu em như vậy? Nói đi anh người ơi, vì sao anh nỡ xa hơn? Xin trân trọng cảm ơn các bạn rất nhiều. Đúng là vỗ tay không phải là mất tiền, vỗ tay là để động viên kịp thời, đúng không ạ? Những tràng pháo tay của toàn thể quý vị và anh chị sẽ là những nguồn động viên vô cùng lớn đối với MC, ca sĩ, những người thực hiện chương trình trên sân khấu trong buổi tối ngày hôm nay. Xin được trân trọng cảm ơn. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị, và sau đây âm nhạc, nền nhạc DJ của chương trình sẽ nổi rất rộn ràng trong khán phòng này. Và tất cả các mẫu tóc của chúng ta sẽ chuẩn bị hiện diện lên trên sàn két đi ạ. Xin trân trọng kính mời. Và xin trân trọng kính mời phần trình diễn bộ sưu tập I Love You Color của toàn thể các nhà tạo màu tóc, các chuyên gia sẽ hiện diện lên trung tâm sân khấu để trình diễn. Xin trân trọng kính mời. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị, quý vị đang được chiêm ngưỡng và chứng kiến phần trình diễn bộ sưu tập I Love You Color trên nền nhạc DJ của chương trình. Xin được trân trọng cảm ơn các chuyên gia, nhà tạo mẫu tóc Hậu Trần, nhà tạo mẫu tóc Hải Korea, nhà tạo mẫu tóc Trinh Nguyễn, chuyên gia nhà tạo mẫu tóc Gia Duy, chuyên gia nhà tạo mẫu trẻ Hiệp Tony đã tham gia trình diễn bộ sưu tập này. Xin chúc cho các anh cũng như bộ sưu tập của mình sẽ chắp cánh bay cao và xa hơn trong nghệ thuật tóc biểu diễn của Việt Nam. Và một lần nữa chúng ta hãy nổ một tràng pháo tay thật lớn để chào đón và chúc mừng. Dạ vâng, như quý vị quan sát thì quý vị thấy rằng các chuyên gia và các nhà mẫu tóc của chúng ta là những trai thanh nữ tú rất trẻ và đẹp. Bên cạnh trẻ đẹp thì các anh và các chị, các bạn còn cống hiến hết tuổi thanh xuân của mình cho nghệ thuật biểu diễn tóc cũng như nhà tạo mẫu tóc.
để tạo nên những thành công vô cùng tuyệt vời cho cuộc sống này, tạo nên những mái tóc tuyệt đẹp bay bổng trong bầu trời tự do, bầu trời hòa bình, để tạo nên những giá trị đích thực của cuộc sống. Một lần nữa thì chúng ta hãy nổ một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng bộ sưu tập I Love You Color của các nhà tạo mẫu tóc chuyên nghiệp. Xin trân trọng kính mời. Thì những nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp đã đang lưu lại những khoảnh khắc vô cùng tuyệt vời của các chuyên gia, các nhà tạo mẫu tóc trẻ trong buổi tối ngày hôm nay đến với Học viện Tony and Guy Việt Nam, và đặc biệt các mẫu tóc xinh đẹp đang sải bước dài trên sàn catwalk để tạo nên những điểm ấn tượng kỳ diệu trong buổi tối ngày hôm nay. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn các chuyên gia, các nhà tạo mẫu tóc Hậu Trần, Hải Korea, Trinh Nguyễn, Gia Di, Hiệp Tony, và đặc biệt cảm ơn sự hiện diện của toàn thể các mẫu tóc xinh đẹp trong buổi tối ngày hôm nay. Chúng ta sẽ nổ một tràng pháo tay thật lớn hơn nữa để chúc mừng ạ. Trân trọng kính mời toàn thể các mẫu tóc ạ. Chúng ta sẽ đi sải bước trên sàn để cho những ống kính máy quay sẽ được lưu lại những khoảnh khắc tuyệt vời này của các bạn. Xin trân trọng kính mời.
xin trân trọng mời tất cả các chuyên gia và các nhà tạo màu tóc sẽ hiện diện cảnh những màu tóc xinh đẹp của mình ạ. Để chúng ta sẽ ghi hình lưu lại những khoảnh khắc này, xin trân trọng kính mời. Và kính mời các chuyên gia, các nhà tạo màu tóc cũng như các màu tóc của chúng ta sẽ hiện diện đủ đầy lên trên sân khấu với những bước trên sàn catwalk thật tuyệt vời trong buổi tối ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời. Của chúng tôi cũng giống như một diễn viên đang sải dài bước chân trên sân khấu, rất tự tin và tỏa ánh hào quang, đúng không ạ? Vô cùng tuyệt vời, một tràng pháo tay thật lớn đi ạ. Dạ vâng, chính những khối óc này, chính những đôi bàn tay này đã tạo nên điều kỳ diệu cho cuộc sống, tạo nên vẻ đẹp tuôn màu cho xã hội thêm lung linh. Vâng, một lần nữa thì thay mặt cho ban tổ chức cũng như thay mặt cho Viện Tôn Niên Gai Việt Nam, xin được trân trọng cảm ơn những tâm huyết của các tuổi trẻ, của các nhà tạo màu tóc cũng như các chuyên gia tóc chuyên nghiệp đã mang tới điều kỳ diệu trong buổi tối ngày hôm nay. Những bộ sưu tập tóc của các bạn sẽ là điểm nhấn ấn tượng trong năm 2018. Một tràng pháo tay thật lớn nữa để chúc mừng. Thank you.
Dạ vâng ạ, và một lần nữa thì chúng ta hãy nổ một tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn cũng như chúc mừng bộ sưu tập I Love You Color trên nền nhạc DD của chương trình vừa rồi đã cho chúng ta một màn trình diễn vô cùng đẹp mắt và ấn tượng cho những mẫu tóc rất hot hit trong năm 2018. Xin được trân trọng cảm ơn các chuyên gia nhà tạo mẫu tóc Hậu Trần. Xin được trân trọng cảm ơn chuyên gia nhà tạo mẫu tóc Hải Korea, nhà tạo mẫu tóc Trinh Nguyễn, chuyên gia nhà tạo mẫu tóc Gia Duy, chuyên gia nhà tạo mẫu tóc trẻ Hiệp Tony đã tham gia trình diễn bộ sưu tập này. Và xin một tràng pháo tay thật lớn nữa để cảm ơn và chúc mừng. Kính thưa quý vị, và sau đây là phần mà ban tổ chức vô cùng mong chờ. Đó là phần đặc biệt, ý nghĩa và quan trọng trong đêm gala ngày hôm nay. Đó là vinh danh những cống hiến vì sự nghiệp đào tạo và phát triển của các chuyên gia nhà tạo mẫu tóc cho ngành tóc Việt Nam. Và xin được trân trọng chúc mừng các chuyên gia nhà tạo mẫu tóc được vinh danh trong đêm gala ngày hôm nay. Xin được chúc mừng và mời lên sân khấu chuyên gia đào tạo Hùng Cường, Giám đốc Học viện Quốc tế Hùng Cường. Quý vị có thể nổ một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Dạ vâng ạ, xin trân trọng kính mời chuyên gia đào tạo Hùng Cường, Giám đốc Học viện Quốc tế Hùng Cường sẽ hiện diện tại trung tâm sân khấu ạ. Kính thưa quý vị thân mến, chuyên gia đào tạo Hùng Cường, Giám đốc Học viện Quốc tế Hùng Cường, ông là một bậc thầy có thâm niên gần 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo và làm đẹp tại thành phố Quảng Ninh. Chuỗi 7 salon mang thương hiệu Hùng Cường là thương hiệu được khách hàng luôn tin tưởng. Đến năm 2018, ông đã đào tạo hơn 3.000 học viên khắp cả nước. Đó là một mốc son chói lọi, là tấm gương sáng cho anh em nghệ thuật tạo mốc tóc để noi theo. Vâng, và sau đây thì xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Minh Hiếu, Giám đốc Học viện Tony & Guy Việt Nam lên trao tặng phần thưởng cao quý này cho chuyên gia Hùng Cường. Và anh xứng đáng nhận được giải thưởng cúp vàng vinh danh nhà sư phạm xuất sắc năm 2018 vì sự nghiệp cống hiến cho lĩnh vực đào tạo và phát triển ngành tóc Việt Nam. Xin một tràng pháo tay thật lớn của toàn thể quý vị để chúc mừng. Dạ vâng, thay mặt cho ban tổ chức xin được trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Minh Hiếu, Giám đốc Học viện Tony & Guy đã lên trao tặng phần thưởng cao quý này cho chuyên gia Hùng Cường. Xin được trân trọng cảm ơn anh. Vâng ạ, xin trân trọng mời các anh sẽ xuống vị trí danh dự để tiếp tục chứng kiến những phần trao thưởng ý nghĩa tiếp theo. Xin được trân trọng giới thiệu hiện diện lên trên sân khấu chuyên gia đào tạo Cường USD, Giám đốc Đào tạo Học viện Tony & Guy chi nhánh Hà Nội, Giám đốc Học viện Cường USD thị trấn Trúc Sơn, thành phố Hà Nội lên nhận giải thưởng vinh danh nhà sư phạm xuất sắc năm 2018 vì sự nghiệp phát triển ngành tóc Việt Nam. Và xin trân trọng kính mời ông Đỗ Bá Được, Phó Ban Đào tạo Hội Nhà Thiết kế Tạo Mẫu Tóc Hà Nội, Phó Ban Tổ chức lên tặng cúp và bảng vàng danh dự cho chuyên gia đào tạo Cường USD. Xin được trân trọng cảm ơn ông Đỗ Bá Được, Phó Ban Đào tạo Hội Nhà Thiết kế Tạo Mẫu Tóc Hà Nội, Phó Ban Tổ chức lên tặng cúp và bảng vàng vinh danh cho chuyên gia đào tạo tóc Cường USD. Vâng, xin trân trọng cảm ơn và xin được chúc mừng anh. Xin được trân trọng cảm ơn ông. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng kính mời và chúc mừng chuyên gia đào tạo nhà tạo mẫu tóc Cao Gia Lộc lên sân khấu để nhận cúp vàng và bảng vàng vinh danh. Xin trân trọng kính mời. Và xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Đức Mạnh, Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Sư phạm sẽ lên trên sân khấu. Dạ vâng, chúng ta đang chứng kiến những giây phút vô cùng quan trọng và ý nghĩa của chuyên gia nhà tạo mẫu tóc Cao Gia Lộc đã lên trên sân khấu để nhận cúp vàng và bảng vàng danh dự nhà sư phạm xuất sắc năm 2018 vì thành tích đáng khâm phục của anh. Anh là một chuyên gia uốn tóc hàng đầu Việt Nam. Mỗi năm anh đào tạo hơn 30 khóa
với hàng ngàn học viên mỗi năm. Đó là một sự đóng góp vô cùng lớn về kỹ thuật cho các salon còn yếu tới tham gia học tập, nâng cao tay nghề. Xin được trân trọng cảm ơn và chúc mừng anh. Và tiếp theo, xin được trân trọng chúc mừng và mời lên trên sân khấu chuyên gia nhà tạo mẫu tóc Hậu Trần, Giám đốc Học viện Hậu Trần đã có thành tích vô cùng tuyệt vời. Xin trân trọng kính mời. Vâng, với những thành tích bề dày của anh, đó là một trong những chuyên gia đào tạo kỹ thuật màu nhuộm sáng tạo nhất Việt Nam. Hàng năm, anh tham gia đào tạo kỹ thuật cho hàng ngàn nhà tạo mẫu tóc tại các tỉnh, cả nước, và anh xứng đáng nhận được giải thưởng nhà sư phạm xuất sắc năm 2018. Xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Minh Hiếu lên trao tặng cúp và bảng vàng vinh danh cho chuyên gia đào tạo Hậu Trần. Xin trân trọng kính mời. Và giải thưởng danh dự này, nhà sư phạm xuất sắc năm 2018 vì sự nghiệp đào tạo và phát triển ngành tóc Việt Nam. Một tràng pháo tay thật lớn của toàn thể quý vị để chúng ta chúc mừng. Xin được trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Minh Hiếu, Giám đốc Học viện Tony and Guy đã lên trao phần thưởng danh dự này cho nhà sư phạm xuất sắc 2018, nhà tạo mẫu tóc chuyên gia Hậu Trần. Và tiếp theo chương trình, chúng ta nổ một tràng pháo tay thật lớn để chào đón cũng như chúc mừng chuyên gia đào tạo Hoàng Dương, chủ nhiệm câu lạc bộ tóc Tân Yên, phó giám đốc Học viện Tony and Guy Việt Nam lên nhận cúp vàng danh dự và chứng nhận nhà sư phạm xuất sắc năm 2018. Xin trân trọng kính mời. Và xin trân trọng mời ông Đỗ Bá Được lên trao cúp và bảng vàng vinh danh cho chuyên gia Hoàng Dương. Xin được trân trọng cảm ơn ông và xin được trân trọng chúc mừng anh. Những phần thưởng vô cùng danh giá và ý nghĩa được đổi bằng mồ hôi, thậm chí nước mắt của những chuyên gia, những nhà tạo mẫu tóc trong buổi tối ngày hôm nay, để rồi giờ đây các anh được vinh danh trên bảng vàng. Vâng, xin được trân trọng chúc mừng anh ạ. Xin được trân trọng cảm ơn anh. Vâng, và một láng hoa tươi thắm để chúc mừng. Tuyệt vời, xin được trân trọng cảm ơn anh Hoàng Dương và chúc mừng anh. Tiếp theo chương trình, MC xin trân trọng kính mời hiện diện lên trung tâm sân khấu chuyên gia nhà tạo mẫu tóc Hải Korea. Một tràng pháo tay thật lớn để chào đón của toàn thể quý vị. Xin trân trọng mời lên trung tâm sân khấu chuyên gia Tuấn Hưng. Xin trân trọng mời chuyên gia Tuấn Hưng. Xin trân trọng kính mời hiện diện lên trên sân khấu chuyên gia nhà tạo mẫu tóc Gia Duy. Xin trân trọng kính mời chuyên gia Dũng Trần đến từ thành phố Bắc Ninh. Xin được trân trọng kính mời chuyên gia Trinh Nguyễn lên sân khấu nhận giải thưởng nhà sư phạm trẻ ưu tú năm 2018. Và quý vị đang quan sát lên trên sân khấu là những gương mặt vô cùng trẻ. Đúng là một năm khởi đầu từ mùa xuân và đời người khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của đất nước, mùa xuân của cuộc đời. Và xin trân trọng cảm ơn những gương mặt trẻ tài năng này đã mang tới mùa xuân cho quê hương đất nước, cho giải đất hình chữ S yêu thương. Và xin trân trọng cảm ơn cũng như chúc mừng các anh đã hiện diện lên trên sân khấu để nhận giải thưởng nhà sư phạm trẻ ưu tú 2018. Xin trân trọng kính mời ông Đỗ Bá Được lên trao tặng cúp và bảng vàng danh dự cho các chuyên gia nhà tạo mẫu tóc. Xin trân trọng kính mời. Xin trân trọng mời hiện diện lên trên trung tâm sân khấu nhà tạo mẫu tóc chuyên gia Hiệp Tony. Xin trân trọng kính mời.
Dạ vâng, và quý vị đang chứng kiến những giây phút vô cùng tuyệt vời, những giây phút thăng hoa và vinh quang của các chuyên gia nhà tạo mẫu tóc Hải Korea, chuyên gia Tuấn Hưng, chuyên gia nhà tạo mẫu tóc Gia Duy, chuyên gia Dũng Trần, chuyên gia Trinh Nguyễn nhận giải thưởng nhà sư phạm trẻ ưu tú năm 2018. Xin một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng. Và xin được trân trọng cảm ơn ông Đỗ Bá Được đã lên trao tặng cúp và bảng vàng vinh danh cho các chuyên gia nhà tạo mẫu tóc trẻ. Xin được trân trọng cảm ơn. Và những nhiếp ảnh gia, những máy quay, chúng ta sẽ hướng lên trung tâm sân khấu để lưu lại những khoảnh khắc này. Xin trân trọng kính mời. Quý vị có thể nổ một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Cho các chuyên gia, cho các nhà mẫu tóc của chúng ta với những tâm huyết trong sự nghiệp của mình đã tạo nên niềm vinh dự, niềm tự hào trong buổi tối ngày hôm nay. Xin một lần nữa được chúc mừng toàn thể các anh chị và các bạn. Và tiếp theo chương trình, xin được trân trọng kính mời các chuyên gia, nhà tạo mẫu tóc trẻ sẽ lần lượt hiện diện lên trung tâm sân khấu. Xin trân trọng kính mời chuyên gia, nhà tạo mẫu tóc trẻ Hiệp Tony. Xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Đức Mạnh, bí thư đoàn trường lên thẳng cúp và bảng vàng vinh danh cho các chuyên gia nhà tạo mẫu tóc xuất sắc năm 2018. Và giải thưởng đầu tiên, vâng, xin được trân trọng giới thiệu của chuyên gia nhà tạo mẫu tóc trẻ Hiệp Tony. Xin trân trọng kính mời. Vâng, và anh Hiệp Tony đang cầm trên tay bảng vàng danh dự cũng như một chiếc cúp vàng vô cùng lóng lánh, lấp lánh, thể hiện những sự cố gắng của anh trong thời gian vừa qua đã được đền đáp cũng như đã được Học viện Tony and Guy Việt Nam luôn luôn quan tâm cũng như tạo điều kiện tốt nhất và đặc biệt vinh danh anh trong ngày hôm nay. Và tiếp theo chương trình, xin trân trọng kính mời chuyên gia nhà tạo mẫu tóc trẻ Dinh Lộc sẽ lên trên sân khấu. Xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Đức Mạnh. Ông Nguyễn Đức Mạnh sẽ trao hàng loạt những giải thưởng trẻ này cho các nhà tạo mẫu tóc, cho các chuyên gia. Xin trân trọng kính mời. Xin được trân trọng chúc mừng giải thưởng danh dự cũng như cúp vàng của chuyên gia nhà tạo mẫu tóc trẻ Dinh Lộc. Xin được trân trọng cảm ơn. Và tiếp theo chương trình, xin trân trọng kính mời chuyên gia nhà tạo mẫu tóc trẻ Mong Phạm. Và Mong Phạm sẽ hiện diện lên trung tâm sân khấu ạ. Kính mời thầy Nguyễn Đức Mạnh sẽ tiếp tục trao phần thưởng và cúp vàng danh dự cho các anh. Xin trân trọng kính mời. Xin được trân trọng chúc mừng. Và tiếp tục xin trân trọng kính mời hiện diện lên trung tâm sân khấu chuyên gia nhà tạo mẫu tóc trẻ Hoàng Sen. Xin một lần nữa trân trọng kính mời nhà tạo mẫu tóc trẻ Hoàng Sen lên trên sân khấu ạ. Vâng ạ, người phụ nữ này, cô gái này đang mặc một bộ màu đen huyền bí giống như những gì chị đang cố gắng cho ngành tóc Việt Nam. Xin được trân trọng chúc mừng chị cũng như cúp vàng lóng lánh của chị sẽ hiện diện ở trên tay của chị ngay bây giờ. Một tràng pháo tay thật lớn của toàn thể quý vị đi ạ. Chúc cho một nhà tạo mẫu tóc trẻ là nữ, vâng, đã với sự hy sinh của mình, niềm cống hiến của mình dành cho sự nghiệp tạo mẫu tóc của Việt Nam. Xin được trân trọng cảm ơn chị. Và tiếp theo chương trình, xin trân trọng kính mời hiện diện lên trung tâm sân khấu chuyên gia nhà tạo mẫu tóc trẻ Rita. Xin trân trọng kính mời. Và chúng ta đang chứng kiến giây phút Vida đã nhận cúp vàng và bảng vàng vinh danh nhà tạo mẫu tóc xuất sắc nhất
năm 2018 của Học viện Tony and Guy Việt Nam. Một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng. Và một lần nữa thì xin trân trọng kính mời toàn thể các anh chị em, các nhà tạo mẫu tóc, các chuyên gia, vâng ạ. Xin trân trọng kính mời nhà tạo mẫu tóc Quốc Việt lên nhận cúp vàng và bảng vàng vinh danh. Xin trân trọng kính mời ạ. Và kính mời ông Nguyễn Minh Hiếu sẽ lên trao phần thưởng này. Xin trân trọng kính mời. Vâng, hết sức tuyệt vời. Vâng, thưa toàn thể quý vị, và chúng ta hãy nổ một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng. Xin được trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Minh Hiếu, giám đốc Học viện Tony and Guy, đã lên trên sân khấu để trao phần thưởng danh dự này. Và sau đây thì xin trân trọng kính mời giám đốc Học viện Tony and Guy cũng như toàn thể quý vị đại biểu khách quý và các anh chị em trong ngành tóc Việt Nam và khu vực sẽ hiện diện lên trung tâm sân khấu để chúng ta chụp ảnh lưu niệm. Xin trân trọng kính mời. Xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Minh Hiếu, giám đốc Học viện Tony and Guy. Xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Đức Mạnh, bí thư đoàn trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Giang. Xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị và các anh chị em, các mẫu tóc chúng ta sẽ hiện diện lên trung tâm sân khấu để chụp ảnh lưu niệm. Xin trân trọng kính mời. Trân trọng kính mời ông Trần Văn Quế, tổng giám đốc công ty Xếp Vay, nhà tài trợ chính trong chương trình gala ngày hôm nay, cùng hiện diện lên trung tâm sân khấu để chụp ảnh lưu niệm. Xin trân trọng kính mời. Trân trọng kính mời các nhà tạo mẫu tóc, các chuyên gia được tôn vinh trong buổi tối đêm gala ngày hôm nay sẽ đồng hiện diện lên trung tâm sân khấu để chụp ảnh lưu niệm. Xin trân trọng kính mời. Và các anh sẽ cầm trên tay chiếc cúp vàng danh dự đi ạ. Xin trân trọng kính mời ạ. Xin trân trọng kính mời ông Trần Văn Quế, tổng giám đốc công ty Xếp Vay, nhà tài trợ chính trong buổi tối ngày hôm nay sẽ lên trên trung tâm sân khấu để chụp ảnh lưu niệm. Xin trân trọng kính mời. Xin trân trọng kính mời các nhà tạo mẫu tóc, các
chuyên gia được vinh danh trong buổi tối ngày hôm nay sẽ đồng hiện diện lên trung tâm sân khấu cùng với chiếc cúp vàng danh dự của mình để chụp ảnh lưu niệm với các nhà tài trợ chính cũng như giám đốc của Viện Tony Gai Việt Nam. Xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị lên trên sân khấu để chụp ảnh lưu niệm ạ. Dạ vâng ạ, xin được trân trọng cảm ơn